Vào rạng sáng ngày 26 tháng 4, FPT Retail đã niêm yết thành công cổ phiếu với mã FPT trên sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE. FPT Retail đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Tính đến ngày niêm yết, chủ sở hữu thương hiệu FPT Shop đã có 370 cổ đông với 108 cổ đông nội bộ và 262 cổ đông bên ngoài. Trong đó, tập đoàn FPT nắm 47% cổ phần, hai quỹ đầu tư là Regent Capital và Vina Capital nắm 34,32%, còn lại thuộc về các cổ đông khác. FPT là cổ phiếu thứ 440 của đại gia đình HOSE. Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc FPT Retail đã phát biểu đầy xúc động nhân sự kiện trọng đại lần này. Chúng tôi thật sự cảm thấy đây là một vinh dự, một niềm tự hào, nhưng cũng là một cái áp lực không nhỏ đối với một công ty non trẻ như thế này. Và chúng tôi cũng hiểu là việc lên sàn chứng khoán giúp cho công ty FPT Retail có thể nâng được cái hình ảnh cũng như là tầm ảnh hưởng của mình ở trên thị trường và với khách hàng. Tuy nhiên là công ty cũng sẽ hiểu là sẽ phải tăng cái tính quản trị cũng như là sự minh bạch trong quá trình quản trị của mình để có thể giúp công ty ngày càng phát triển hơn. Và chúng tôi cũng hy vọng là việc niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ giúp cho công ty có thêm được nhiều sự đầu tư của các quý cổ đông để có thể huy động vốn giúp cho công ty có thể phát triển tốt trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Công ty Chứng khoán Sài Gòn đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vừa qua để có thể có được ngày niêm yết hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị trong tập đoàn FPT, các công ty thành viên đã ủng hộ bọn em. Xin cảm ơn các quý cổ đông đã tin tưởng công ty để đầu tư trong thời gian vừa qua. Và xin cảm ơn các phóng viên cơ quan báo đài đã liên tục đồng hành ủng hộ công ty trong thời gian vừa qua. Ngay sau tiếng cầu đánh dấu mở phiên giao dịch, lập tức cổ phiếu này trở thành hàng hóa sàn chứng khoán khi hàng loạt nhà đầu tư đổ xô mua vào. Cổ phiếu FPT đã tăng trần hết biên độ cho phép, tăng 20% so với giá tham chiếu, đạt 150.000 đồng trên một cổ phiếu. Có thể nói, sau 6 năm chính thức đi vào hoạt động, FPT Retail đã trở thành nhà bán lẻ lớn thứ hai tại Việt Nam trong ngành kỹ thuật số và hàng công nghệ bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự ủng hộ của quý cổ đông. Giây phút này đây thực sự là giây phút đáng rơi nước mắt. Mừng vì nỗ lực bao năm qua của FPT Retail cũng như mở ra những bước ngoặt mới, những kỳ vọng trong tương lai.